quay từ phía trên cao để chia sẻ quý vị các bạn. Công trường đang thi công vào buổi tối để kịp tiến độ. Quý vị các bạn xem. Ngồi trên này quan sát. Không sợ tối máy xúc va vào đầu cabin. Lái xe phải ngồi trên để quan sát. Đó, ra ngoài. Bom. Chia sẻ quý vị các bạn đoạn video về đào rãnh thoát nước cho công trình đường tỉnh lộ 274 đang được nâng cấp cải tạo. Quý vị các bạn xem máy đọc san loại 55 đang thực hiện đào rãnh, đào phần rãnh này diện tích tức là chiều rộng là 1m60 là cả hai bờ gạch xây, chiều thông thủy của lòng rãnh là 1m, mỗi bên tường xây là 30 cm, cái cốt công cốt âm là 70 cm. Chia sẻ quý vị các bạn toàn bộ video này, quý vị các bạn xem và chia sẻ. Đến 7,5m để giải nhựa asphan, bê tông asphan. Phần rãnh này mỗi bên là 1m6, đang thi công đào rãnh. Phần rãnh này coi tiếp cận của quý vị các bạn chiều rộng. Đó, chiều rộng từ bên này sang bên kia đến 2m, nhưng mà họ xây còn phủ bì thì còn 1m6 thôi. Đây, phía xa xa kìa, phía đống gạch kìa họ đã xây thành rãnh rồi. Đây, toàn bộ video này quay chia sẻ với quý vị các bạn xem và chia sẻ. Tỉnh lộ 274 đã mở rộng, các nhà đang phải liên quan đến thấp hơn mặt đường là phải xây dựng lại, xây dựng mới. Trên tỉnh lộ 274 trên công trường lúc này 17:30, các công nhân kỹ thuật lái máy lái xe vẫn đang lao động để theo kịp tiến độ. Mình chia sẻ quý vị các bạn video về đào rãnh đường tỉnh lộ 274 để mở rộng nâng cấp cải tạo đường. Cũng chia sẻ thêm quý vị các bạn, đường tỉnh lộ 274 đi từ thành phố Phổ Yên, tức là ngã ba, ngã tư Phổ Yên đi vào đến đường 261, rồi ta rẽ đến giếng đồn, giếng đôi ta rẽ trái là sẽ vào đường tỉnh lộ 274 xuyên sang tỉnh Vĩnh Phúc. Điều hành giao thông. Đó.
điện thoại cho xe. Tất cả các xe chấp hành. Xe được được đi được một chiều một làn thôi thì đang hướng máy móc ô tô máy xúc đang xúc để đào dặn. Chia sẻ toàn bộ video để quý vị các bạn xem và chia sẻ. Phép được dừng video tại đây. Hẹn gặp quý vị và các bạn tại các video sau. Xong. Phép được dừng video chia sẻ về đào rãnh đường tỉnh lộ 274 tại đây. Hẹn gặp quý vị và các bạn tại các video sau. Hai bên thành vào mỗi bên là 30, còn thông thủy rãnh là 1 mét. Đây, cột điện cao áp đã lên, các phương tiện đã phải bật đèn. Chia sẻ toàn bộ video để quý vị các bạn xem, chia sẻ cảnh công trường lao động để kịp tiến độ không quản ngày đêm. Vàng vẫn đang đứng ở một góc tối kia. Lúc này quá nhàn, phương tiện đã vã. Lái xe đã tụt xuống để chuẩn bị khởi động xe. Người dân hô hào láo lức ra xem. Xe vẫn lại phải thò đầu lên cabin bởi vì buổi tối rồi nên rất sợ là ông máy xúc ông tem nhèm ông múc vào đầu. Công trường đang thi công đào rãnh dọc do đường tỉnh lộ 274 được nâng cấp cải tạo. Đấy, và buổi tối vẫn phải làm để đạt kịp tiến độ.
đây quý vị các bạn xem, đèn cao áp đây đã bật lên rồi. Đó, dưới đường tỉnh lộ 274 vẫn nhộn nhịp. Tất cả các phương tiện đang đi lại lưu thông bình thường. Phía xa xa ông mặc áo vàng kia là điều hành giao thông. Đã phải bật đèn rồi. Tối rồi vẫn phải làm. Toàn bộ video làm rảnh, đào rảnh đường Bình Lộc 274. Thành phố làm vào buổi tối, tăng ca. Đây, điện cao áp đã lên rồi.